Tuổi Kỷ Sửu, sinh năm 1949, xây nhà năm 2022 Nhâm Dần, càng ở lâu càng giàu có, suốt đời phú quý bình an. Rất vui được đồng hành cùng với quý vị khán giả trong chương trình Phong Thủy Gia Cát, kênh Phong Thủy hữu ích về đời sống phong thủy tâm linh, được tư vấn bởi thầy Gia Cát cùng các thầy trong Hiệp hội Phong Thủy và Tâm Linh Việt. Quý vị thân mến, ông bà ta thường có câu cẩn tắc vô áy náy. Trong việc xây nhà cũng vậy, cần phải xem xét kỹ càng mọi yếu tố, đặc biệt là vấn đề kiêng kỵ trong phong thủy. Trong quá trình đi tư vấn thực tế cho thấy, không ít nhà đã coi thường phong thủy mà dẫn đến việc phạm vào những điều đại kỵ khiến cho người nhà bị tử vong. Và điều đáng nói, nạn nhân lại chính là trụ cột trong gia đình. Cho nên sau khi chết, đã để lại cho gia đình một gánh nặng về kinh tế, cuộc sống của những người còn lại thật sự nheo nhóc và đáng thương. Hơn nữa, lại bị dân làng đồn thổi, có lẽ gia đình này đã không xem phong thủy trước nên đã phạm phải những điều đại kỵ khi xây nhà. Chính vì vậy, để tránh những điều ảnh hưởng không tốt cả về thể chất lẫn tinh thần khi xây nhà, gia chủ tuổi Kỷ Sửu nhất định phải xem xét kỹ về mặt phong thủy. Điều này giúp cho gia chủ xua tan được những phiền toái xui xẻo không đáng có, đồng thời nâng cao vượng khí đại cát đại lợi. Ngay cả khi nếu không có ý định xây nhà mà chỉ muốn mua nhà, thì mọi người cũng cần phải lưu ý phong thủy để tránh những điều kiêng kỵ này và giúp gia đình luôn được yên ấm. Xin mời quý vị hãy cùng theo dõi luận bàn tư vấn chi tiết ngay sau đây. Trong năm Nhâm Dần, năm 2022, các mệnh chủ tuổi Kỷ Sửu sinh năm 1949 đã bước sang tuổi 74. Năm nay, mệnh chủ tuổi Kỷ Sửu bị phạm hoang ốc, một trong ba kiêng kỵ khi xây nhà. Vậy nên nếu mệnh chủ tuổi Kỷ Sửu muốn xây nhà thì cần phải mượn tuổi khác để công việc được tiến hành thuận lợi, hanh thông. Bên cạnh đó, mệnh chủ tuổi Kỷ Sửu thuộc cung Càn, mệnh Kim, có bốn hướng tốt như hướng Tây Bắc phục vị, Đông Bắc thiên y, Tây Nam diên niên và hướng Tây sinh khí. Bên cạnh đó có bốn hướng xấu là Đông Nam họa hại, Nam tuyệt mệnh, Bắc lục sát và hướng Đông ngũ quỷ. Những mệnh chủ tuổi Kỷ Sửu mà ở những hướng không hợp hoặc rơi vào các cung xấu như tuyệt mệnh, ngũ quỷ, họa hại và lục sát sẽ khiến cho gia đạo bất an, công việc không thuận lợi. Làm ăn có tiền rồi cũng mất, vì vậy đường tài vận bị chặn lại. Để hóa giải nhà không hợp hướng thì các mệnh chủ cần phải treo trước cửa nhà một chiếc gương bắt quái tinh cầu bằng gỗ đào. Đây là pháp khí chuyên hóa giải nhà không hợp hướng, giúp mang lại cho gia chủ may mắn, bình an, từ đó công việc hanh thông, tài lộc tự đến. Hơn nữa, gương bắt quái tinh cầu còn được thầy Gia Cát cùng với các thầy trong Hiệp hội Phong Thủy và Tâm Linh Việt khai quang, trì chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Vậy nên sẽ phát huy công năng tốt nhất, hóa giải xung sát và chiêu tài lộc may mắn cho những mệnh chủ tuổi Kỷ Sửu và những thành viên trong gia đình. Quý vị thân mến, sau khi chọn được tuổi tốt động thổ, yếu tố tiếp theo mà chúng ta cần phải xét để quyết định ngôi nhà có được xây trong năm 2022 hay không, đó chính là hướng đất. Đất được vận thì tuổi nào xây cũng được, mà đất không được vận thì tốt nhất không nên xây, vì khi phạm phải sẽ gặp hung họa khôn lường. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi bài phân tích chi tiết về từng hướng ngay sau đây. Đầu tiên là hướng Bắc. Hướng Bắc gồm ba sơn, Nhâm, Tý, Quý, 337,5 đến 22,5 độ. Năm 2022, Nhâm Dần được sao Nhất Bạch Tài Tinh đáo đến. Sao Nhất Bạch Tài Tinh là sao tham lang, hiệu văn xương, ngũ hành thuộc thủy, màu trắng. Mùa thu tiến, mùa đông vượng, mùa xuân tiết, mùa hạ tử. Kẻ sĩ gặp nó, ắt được lộc của nó, mà người thường gặp nó, nhất định tiền bạc sẽ vào nhà. Đây là đệ nhất cát thần. Nhất Bạch lại là quan tinh, nếu nó đương vượng, hình thế loan đầu bên ngoài, lại có thủy phóng quang thì khoa cử đỗ đạt, danh lừng bốn bể, sinh con trai thì thông minh trí tuệ. Nó mà suy tử thì hại vợ, không thọ, cuộc đời trôi nổi lênh đênh, mắc nhiều bệnh tật về huyết, thận hư hoặc thành kẻ nghiện ngập trộm cướp. Nhất Bạch gặp phương Bắc là tị hòa, nếu vượng thì có lợi cho tài văn chương hoặc các công việc về văn, nếu suy thì dễ bị bệnh về máu, nghiện ngập hoặc chìm đắm trong tửu sắc. Vậy nên với những nhà hướng Bắc, năm 2022 Nhâm Dần, hãy treo trước cửa pháp khí phong thủy, mai hoa, phú quý. Đồng thời, tại phương vị này trong phòng khách cũng nên đặt một tháp văn xương kích vận để nghênh sao Nhất Bạch,
giúp cho đường quan vận và học hành của những người trong gia đình được hanh thông may mắn. Hướng Bắc là một trong bốn hướng xấu với mệnh chủ tuổi Kỷ Sửu, bởi với mệnh chủ, ở hướng này sẽ bị phạm vào lục sát. Lục sát là sao văn khúc, có ngũ hành thuộc thủy, là cung hung tinh đem sát khí vào nhà, ứng với các tai nạn về lửa, dâm đãng và thị phi. Vậy nên, mệnh chủ tuổi Kỷ Sửu cần phải sử dụng pháp khí là gương bát quái tinh cầu được làm bằng gỗ đào để hóa giải. Thứ hai là hướng Nam. Hướng Nam gồm ba sơn, Bính Ngọ Đinh, 157,5 đến 202,5 độ. Năm 2022, Nhâm Dần, những nhà tọa tí hướng Ngọ bị phạm vào tam sát. Theo Vĩnh Cổ Thông Thư thì tam sát được giải thích là tam sát được chia làm ba dạng, tuyệt là kiếp sát, thai là tai sát, dưỡng là tuế sát. Nói đơn giản hơn là kiếp sát, tai sát và tuế sát chính là vị trí tuyệt, thai và dưỡng. Từ đó có thể hiểu, trên thực tế thì tam sát là tên gọi chung kết hợp giữa kiếp sát, tai sát và tuế sát. Tam sát là phương vị lưu niên, xung tam hợp vượng vị. Trong phong thủy có câu, muốn phát tài phải đấu tam sát. Tam sát là một trong những thần sát trọng yếu trong phong thủy nhà ở. Nếu lưu niên phạm tam sát thì tất sẽ ảnh hưởng đến tài vận trong năm. Cũng dễ vì thế mà gặp họa phá, tài lộ, người nhà ốm đau, bệnh tật, tai nạn bất ngờ. Vậy nên những nhà hướng Nam trong năm nay xây mới cần phải hết sức lưu ý. Quý vị hãy liên hệ đặt lịch trực tiếp với thầy Gia Cát để được tư vấn hoàn toàn miễn phí tại văn phòng. Hướng Nam cũng là một trong bốn hướng xấu với mệnh chủ tuổi Kỷ Sửu. Đây là hướng tuyệt mệnh, hướng xấu nhất trong bốn hướng theo phong thủy bát trạch. Tuyệt mệnh là sao phá quân thuộc hành kim, là hung tinh xấu nhất trong 8 sao, đem đến tuyệt khí tử khí vào nhà, gây ra tai họa cho các gia chủ. Hướng này mà gặp tuyệt mệnh thì càng nguy hiểm hơn, vì lại gặp tăng khắc về ngũ hành, cho nên sự nguy hiểm của nó càng lớn hơn. Chính vì vậy, các mệnh chủ cần phải chú ý và cần phải treo trước cửa nhà một chiếc gương bát quái tinh cầu để hóa giải. Tiếp theo là hướng Đông. Hướng Đông gồm ba sơn, Giáp, Mão, Ất, 67,5 đến 112,5 độ. Năm 2022, Nhâm Dần, những nhà định khởi công xây dựng có tọa dậu hướng Mão bị phạm vào Mậu Kỷ Đô Thiên Sát. Mậu Kỷ Đô Thiên Sát là một trong năm sát tinh lớn nhất của năm, ảnh hưởng trực tiếp đến trạch đất của quý vị. Chính vì nó thuộc một trong năm sát tinh nên trường khí của nó rất mạnh, ảnh hưởng trực tiếp đến sự hưng vượng của ngôi nhà. Vậy nên quý vị hãy sử dụng la bàn phong thủy đo lường kỹ lưỡng rồi hãy liên hệ trực tiếp với thầy Gia Cát để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Bên cạnh đó, hướng Đông là hướng ngũ quỷ với mệnh chủ tuổi Kỷ Sửu, là một trong bốn hướng xấu cần phải tránh. Vì ngũ quỷ là sao Liêm Trinh thuộc hành họa, là hung tinh xấu thứ hai so với tuyệt mệnh. Nó đem đến những chuyện quỷ quái, bệnh hoạn và các tai nạn liên miên xảy đến. Khi ở hướng này, do tương khắc với ngũ hành nên nó sẽ gây nên nhiều mối nguy hiểm. Vậy nên mệnh chủ cần phải sử dụng pháp khí phong thủy là gương bát quái tinh cầu treo trước cửa nhà để hóa giải. Thứ tư là hướng Tây. Hướng Tây gồm ba sơn, Canh, Dậu, Tân, 247,5 đến 292,5 độ. Năm 2022, Nhâm Dần bị sao Thất Xích phá quân ngự trị. Thất Xích là sao phá quân, còn gọi là tặc tinh, là một trong những hung tinh của huyền không phi tinh. Quý vị nên cẩn trọng khi lập tinh bàn chọn đất xem nhà. Sao Thất Xích nếu vượng thì phát về võ quyền, đinh tài đều vượng, nếu suy thì trong nhà xuất hiện trộm cướp hoặc có người chết trận, bị giam cầm. Trong gia đạo không yên, có thể vì hỏa tai mà tổn đinh hoặc xuất hiện người ham mê tửu sắc. Thất Xích là hung tinh, vì vậy nên tĩnh mà không nên động, động thì điều xấu càng nhiều, nhất là nhà ở đầu phố hay ngã ba thì nguy hại càng lớn. Bởi tính hung hiểm của sao Thất Xích nên khi quý vị xây dựng nhà cửa cũng cần phải hết sức dè chừng, kẻo ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe gia đạo của gia đình bạn. Trong trường hợp quý vị đang ở nhà hướng Tây thì cần phải treo trước cửa nhà pháp khí phong thủy, mai hoa, phú quý để hóa giải. Tuy nhiên hướng Tây lại là hướng sinh khí với mệnh chủ tuổi Kỷ Sửu. Đây là hướng nhà tốt với mệnh chủ. Sinh khí là sao Tham Lang, có ngũ hành thuộc mộc là cát tinh mang lại may mắn. Tuy nhiên, các mệnh chủ cũng cần phải chú ý thêm về bố cục phong thủy trong nhà để gia tăng vượng khí, giúp chiêu tài lộc và may mắn cho tất cả mọi người trong gia đình mình. Thứ năm là hướng Tây Bắc. Hướng Tây Bắc gồm ba sơn, Tuất, Càn, Hợi, 292,5
đến 337,5 độ. Năm 2022 Nhâm Dần có sao lục bạch tài tinh đáo đến hướng. Lục bạch là sao vũ khúc, là sao cát tinh. Khi lập tinh bàn nên hướng theo sao này để chọn được nhà đất tốt. Sao lục bạch nữ vượng thì quyền uy chấn động bốn phương, làm võ tướng công trạng hiển hách, gia đình giàu có, nhiều nhân đinh. Nếu suy tử thì sống cô độc hoặc chết trong binh đao, người nhà thường quá vợ, có nhiều quả phụ. Lục bạch gặp nhất bạch là sinh xuất, nữ vượng thì quan vận thuận lợi hanh thông, tiền của dồi dào, con cái học hành đỗ đạt. Nếu suy thì quan lộc tuy không giảm nhưng người nhà thường mắc chứng đau đầu hoặc gặp tai nạn sông nước. Như vậy tổng quan hướng Tây Bắc năm 2022 Nhâm Dần khá tốt, việc động thổ xây nhà lại càng hanh thông thuận lợi. Còn những người đang ở nhà hướng Tây Bắc cũng nên treo trước cửa một pháp khí phong thủy, mai hoa phú quý để đón cát tinh hóa giải hung tinh của năm. Hướng Tây Bắc đối với các mệnh chủ tuổi Kỷ Sửu cũng là một trong những hướng tốt. Đây là hướng phục vị. Phục vị là sao phụ bận thuộc hành thủy, cũng là cát tinh, có tác dụng làm tăng thêm sức mạnh, tiếp thêm năng lượng tốt cho trạch mệnh và trạch chủ. Nếu gặp cát tinh thì mọi việc sẽ thăng tiến nhiều, còn gặp hung tinh thì mọi sự cũng sa sút theo. Sau này hợp với đông trạch hơn tây trạch. Thứ 6 là hướng Đông Bắc. Hướng Đông Bắc gồm ba sơn cửu cấn dần, 22,5 đến 67,5 độ. Năm 2022, Nhâm Dần, những nhà tọa thân hướng dần bị phạm vào Thái Tuế và Mậu Kỷ Đô Thiên. Những nhà tọa mùi hướng Sửu bị phạm vào Tam Sát. Đây là ba đại kỵ lớn khi xây nhà mà các thầy khuyên không nên động thổ xây mới. Trong trường hợp quý vị bắt buộc phải xây, hãy liên hệ với thầy Gia Cát để được tư vấn cách hóa giải hoàn toàn miễn phí. Hướng Đông Bắc là hướng hợp với mệnh chủ tuổi Kỷ Sửu, là hướng Thiên Y. Thiên Y là sao cự môn thuộc hành thổ, là cát tinh, không những biểu hiện tốt về mọi mặt sức khỏe phòng bệnh mà còn làm cho gia đình hưng vượng về tài sản, nhà đất, vật nuôi. Nó còn thể hiện vai trò của nhà lương y như vị cứu tinh, giúp cho gia chủ, giúp giảm trừ tai họa, tăng trưởng phúc đức. Ở nhà hướng này, sao Thiên Y sẽ phát huy tác dụng tốt nhất vì ngũ hành thuộc thổ. Thứ 7 là hướng Đông Nam. Hướng Đông Nam gồm có ba sơn Thìn Tốn Tỵ từ 112,5 đến 157,5 độ. Năm 2022 Nhâm Dần, những nhà tọa hợi hướng Tỵ bị phạm Tam Sát, không nên xây mới hay sửa chữa. Còn những nhà tọa Càn hướng Tốn và tọa Tuất hướng Thìn thì xây mới bình thường. Nhưng để mọi việc được hanh thông thuận lợi, quý vị hãy liên hệ trực tiếp với thầy phong thủy uy tín để được tư vấn về chọn tuổi động thổ, ngày giờ động thổ cũng như cách bố trí phong thủy hợp lý để mang lại may mắn và bình an cho mình. Bên cạnh đó, hướng Đông Nam là một trong bốn hướng xấu với các mệnh chủ tuổi Kỷ Sửu. Hướng này phạm vào họa hại. Họa hại là sao lục tồn thuộc hành thổ, là một hung tinh mang lại nhiều hung khí, gây nên nhiều thiệt hại về sức khỏe và công danh. Nó làm cho con cái đần độn bất lương, bệnh tật ốm đau, tài sản sa sút. Vậy nên các mệnh chủ cần phải hóa giải bằng cách treo trước cửa nhà một chiếc gương bắt quái tinh cầu bằng gỗ đào. Đây là pháp khí chuyên hóa giải nhà không hợp hướng và những sát khí từ bên ngoài ảnh hưởng trực tiếp đến ngôi nhà của các mệnh chủ. Từ đó giúp cho những mệnh chủ tuổi Kỷ Sửu cùng gia đình có cuộc sống ấm no, hạnh phúc. Cuối cùng là hướng Tây Nam. Hướng Tây Nam gồm ba sơn Mùi Khôn Thân từ 202,5 đến 247,5 độ. Năm 2022 Nhâm Dần, những nhà tọa Dần hướng Thân bị phạm vào Tuế Phá, nhà tọa Sửu hướng Mùi bị phạm vào Tam Sát. Đây là hai sát tinh lớn hóa giải rất khó, vậy nên việc xây mới hoàn toàn thì không nên. Còn những nhà tọa Cấn hướng Khôn có thể động thổ xây mới trong năm 2022 này. Bên cạnh đó, hướng Tây Nam là một hướng tốt đối với mệnh chủ tuổi Kỷ Sửu. Nếu nhà ở hướng này sẽ hướng diên niên hay phúc đức, tượng là sao vũ khúc thuộc hành kim, là cát tinh, là đại diện cho tuổi thọ, sự phát đạt về tài chính và kéo dài, để lại cho thế hệ mai sau. Nó còn được gọi là thần phúc đức. Quý vị thân mến, trên đây là những chia sẻ về việc xây nhà và cách hóa giải phù hợp với các gia chủ tuổi Kỷ Sửu trong năm Nhâm Dần năm 2022. Và hy vọng rằng những nội dung trong chương trình Phong Thủy Gia Cát ngày hôm nay chia sẻ đã giúp cho quý vị và các bạn có được những thông tin hữu ích. Rất cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình. Quý vị cũng đừng quên like, đăng ký theo dõi kênh và ấn vào tín hiệu quả chuông để nhận thông báo mới nhất từ kênh quý vị nhé. Còn bây giờ Diễm Quỳnh xin mến chào và hẹn gặp lại!